Người ơi, hôm qua chương trình từ thiện quỹ hạt vừng ấy để gây quỹ để mua máy thở cho bệnh nhân Covid thì hôm qua có bị gián đoạn tối hôm qua rồi. Cho nên là tối nay mọi người quyết định là 8 giờ tối ngày hôm nay mọi người trở lại livestream. Cho nên là bây giờ mọi người sẽ theo dõi, Quyên sẽ post những kênh nào để tối mình có thể gặp nhau nhé. Quyên sẽ trở lại chương trình. Quyên đang ở nhà và đã sửa soạn xong hết các góc máy rồi các thứ để kết nối với chương trình để tối mình sẽ lên sóng lại. Mọi người hy vọng mọi người tham gia và mọi người ủng hộ hết mình cho chương trình này. Càng được nhiều tiền thì càng nhiều bệnh nhân có máy thở và càng cứu được rất là nhiều người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.